Sau đây là máy bơm Techco 5,5 kW, 7,5 ngựa, loại 2 pole 2 cực điện nha, nhanh tua, thì bơm ly tâm đầu dòi. Nó sẽ có cái tuổi thọ lớn hơn rất nhiều so với bơm đầu liền nha. Và bảo trì bảo dưỡng nó cũng dễ hơn vì đầu bơm và motor là tách rời. Thì nó có cái phần không lớn hỗ trợ tăng tuổi thọ và cái phần dầu để bảo dưỡng vòng bi ở đây tăng tuổi thọ máy bơm. Thế thì cái thông số của cái bơm 5,5 kW này thì nó là lưu lượng 50 mét khối và cột áp là 20. Đây, mã bơm đây. Thế còn về cái đường kính ống á, thì ống theo như người thiết kế bơm ấy, theo nhà máy ấy, thì ống hút ở đây là 80 và ống xả là 65 nhé. Thế còn một số anh chị đi mua ống ngoài thị trường ấy thì anh chị gọi là cấp cho tôi cái ống nhựa hút 90 và ống xả ra đây này, ống nhựa 76 nhé. Đấy. Thế còn cái đường kính của cái mặt bích ấy, bích này này đó, thì đã ghi trên cái tem rồi nhá. Thì về chỉ cần đọc là làm được. Rồi sau đây thì chúng ta sẽ đấu điện. Anh đấu điện như này nhá. Rồi. Thì sau đó anh chị sẽ tiến hành là cấp nước cho nó để bơm thử. Ok. Rồi, đẩy vào đây để chống không có nước nó bằng hộp cực điện nhá. Rồi, đầu hút này. Bỏ tạm cái nắp đầu xả ra cho nó đỡ chênh vênh nha. Rồi cấp điện ạ. Cái nước này vào nó rất là ít nha, cho nên nó lên ít, nên là thông cảm, tại vì đây là thử cho anh chị thôi. Tắt đi em ơi. Thì anh chị thấy là âm thanh nó rất là êm nha. Cái này nói chung là tuổi thọ có thể tới 15 năm là chuyện bình thường. Thì vừa rồi ấy, là vì cái vòi nước, vòi cấp nước ở đây này nó quá ít này. Chứ bình thường nó phải cấp tăng gấp 5 lần để cho cái lượng này nó ra đủ nhá. Hút đây, xả đây. Thì đây là tổng quan của sản phẩm nhé. Thì tem motor Techco chính hãng này, hãng Đài Loan, và có cả tem dán nhãn năng lượng này, tem chống hàng giả này, tem xuất xưởng đã qua kiểm định chất lượng tại nhà máy này. Thì động cơ Techco chính hãng nhé. Anh chị cần thêm thông tin thì xin liên hệ cho số điện thoại 0914601163 nhé. Hoặc là đến địa chỉ đây để được tư vấn nhé.